Đúng 9 giờ sáng nay, các thí sinh Hà Nội đến trường làm thủ tục dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ở Hà Nội năm học 2023-2024. Kỳ thi lớp 10 năm học 2023-2024 tại Hà Nội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2023 với 116.000 lượt thí sinh tham gia dự thi tại 201 điểm thi với xấp xỉ 5.000 phòng thi. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi trung học phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa, dù chỉ là ngày làm thủ tục dự thi, nhưng nhiều phụ huynh vẫn xin nghỉ việc để được đồng hành cùng con. Tại điểm thi, có nhiều phụ huynh tỏ ra sốt ruột khi ngồi đợi ngay phía ngoài cổng trường thi, dưới thời tiết oi nóng. Cũng chỉ động viên con là con cứ cố gắng học hết sức. Thế còn đến khi nào mà kỳ thi mình đã được trang bị đầy đủ rồi thì cứ đi thi thôi. Không nên căng thẳng quá. Cũng mặt tại điểm trường trung học phổ thông Kim Liên, chị Trang đưa con đi làm thủ cho biết, năm nay, tỷ lệ chọi vào các trường công lập tại Hà Nội vô cùng gắt gao, do đó không chỉ riêng con mà bản thân chị cũng cảm thấy bất an, lo lắng. Cái thứ nhất tiêu chí chị đưa ra là môi trường học phù hợp với con, gần nhà để cho con có thời gian đi học và thời gian nghỉ ngơi, cũng như là con yêu thích môi trường Kim Liên là một môi trường có bề dày lịch sử lâu đời. Chính vì thế mà từ trước cháu cũng luôn cố gắng học tập và cũng chị thấy cháu cũng rất là chăm chỉ, nên là chị cũng nghĩ rằng là con nên thi Kim Liên. Còn áp lực thì chị nghĩ là thi vào trường nào cũng áp lực, bởi vì các con lựa chọn cái trường thi là phụ thuộc vào cái năng lực của các con rồi. Cũng như là cái ngưỡng điểm mà trường đưa ra để lấy hàng năm ấy. Chính vì thế nên là chị nghĩ là cũng áp lực tương đối thôi, cũng không đến nỗi là căng thẳng lắm. Trước khi thi mấy hôm đấy, 2-3 hôm nay thì chị bảo với con là con cứ ngủ nhiều một chút, xong con ăn những món mà ăn mà con thích. Thì mày nghĩ là thư thái để có cái tâm trạng tốt nhất làm bài thi là đầu tiên là số 1. Còn về kiến thức thì những thứ mà con đã ôn luyện ý, thì đến thời điểm này thì con thấy có cái gì cần phải xem lại thì con xem lại cho chắc chắn thôi. Chứ mày nghĩ rằng là thi là kiểm tra tất cả những thứ mà con đã học được. Chính vì thế nên là chị nghĩ là cháu hiểu tất cả những thứ mà chị truyền đạt cho cháu. Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, nhiều sĩ tử cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của mình. Kiến thức thì cũng khá vững, hơn tâm lý cũng chưa vững lắm. Tại vì tỷ lệ chọi cũng khá cao so với mọi năm. Cháu thì đã đặt mục tiêu từ đầu năm là cố gắng học kỹ là các bài để thi được điểm tốt nhất. Cháu kiến thức được cảm giác được đến 90% nhưng mà cháu cảm thấy tự tin. Tại điểm thi, cán bộ coi thi, lực lượng an ninh cùng các lực lượng liên quan khác đã sẵn sàng cho một kỳ thi nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh hoàn thành bài thi tốt nhất. Qua báo cáo của đồng chí phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất cũng như qua thực tế kiểm tra thì tôi thấy rằng là trường trung học phổ thông Kim Liên đã chuẩn bị cơ sở vật chất một cách rất là chu đáo. Tất cả những cái điều kiện cần thiết nhất để tổ chức cho kỳ thi đã được chuẩn bị xong. Về phần triển khai quy chế thi thì chúng tôi đã triển khai đầy đủ quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đến tất cả các cán bộ coi thi. Trong buổi sáng hôm nay thì 100% các thành viên của điểm thi đã có mặt. Tất cả thầy cô đều đã được học quy chế và nắm vững các quy chế. Trong đó thì chúng tôi cũng đã nhấn mạnh những cái cách thức xử lý những tình huống bất thường phát sinh. Phương châm là thứ nhất là không để lộ lọt đề thi dưới bất cứ hình thức nào. Thứ hai là không được để mất bài thi của thí sinh. Thứ ba là không được để thí sinh thiếu thời gian làm bài. Tại điểm thi, cán bộ điểm thi hướng dẫn, phổ biến các thí sinh về quy chế thi, đính chính sai sót thông tin. Cán bộ thi cũng nhắc nhở một số thí sinh về trang phục ở ngày thi chính thức, sáng mai mùng 10 tháng 6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên, môn ngữ văn.